Dạ rồi, em là kênh Hương Liên Rừng, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Thì hôm nay là em tới một vườn lan của ông anh, ông chơi lan Ngọc Điểm Bình Thuận. Và em thấy có một hồ cá rất đẹp. Thế mà thấy hồ cá là em rất là thích, thì em chỉ ưu tiên lấy thằng hồ cá trước. Đó là mình vô lan sau, nó khai vị trước hồ cá. Đây. Hồ cá này anh xây chắc cũng lâu hả sao anh? Xây ở đây chắc 4 năm rồi. 4 năm. Để nhìn cũng có quá trình thời gian lâu, nhìn là biết lâu. 4 năm cũng ngang giữa hồ cá nha em. Nhà mà nhà em cá nhỏ không anh Phúc? Đây là kính cường lực mọi người, nó mới chịu được lực áp lực của nước. Đó. Kính này là kính 8 ly. Đó. Cái này sâu xuống tới đây rồi mọi người nè. Chiều ngang của nó là 2m4. Thấy hồ cá là thấy đã rồi. Nước này. Là chú cá coi rất là to nha. Đó. Cũng trên 2 ký ha anh ha. Là có ký. Ồ dữ vậy hả? Em thì không dám đón nhiều, sợ nó hớ, mình đón thấp thấp thôi. Em đón 2 ký mà anh nói 5-6 ký luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa bự chứ. Tại mình chưa biết sự, mình chưa biết chính xác bao nhiêu ký, mình đón thấp thấp thôi. Nó không đón cao, không hớ, mà ai về mình cũng hớ thiệt luôn. Rồi, con này đẹp thôi. Thì hồ cá mê luôn. Có hồ cá là tuyệt vời nên phong thủy nha. Nói về nước là hồ cá là chơi phong thủy nha. Rồi, rất là tốt cho cái tinh thần của mình sau những giờ làm việc luôn em mà. Đó. Đây là giống như giếng trời nè, đó mạnh có kia trắng nước mưa. Đó. Rồi, bây giờ anh em mình vào ngắm lan nha, đây là vườn lan của nãy nè, đó. Một điểm Bình Thuận nha, mà có cái giò kia là không phải, giò nãy anh đã nói là không phải Bình Thuận, thì cái nào rõ ràng đó nha. Vô cho em coi Ngọc Điểm nè, đây là sông phan, những cây là Ngọc Điểm sông phan nha, sông phan Bình Thuận, sông phan Hành Tân Bình Thuận, những cây này đang nụ nè, được hai nụ. Thì hai nụ này dự kiến là kịp Tết nha. Đó. Cũng có thể là kịp Tết. Cây rất đẹp nha. Đó. Anh ấy ghép vô lũ cam xe nè. Đó. Cam xe. Cái này là để cho nó chịu lực khỏi ngã nè. Chứ càng cao mà không có ái gió đồ nó ngã. Nên nhìn chất lá nè ha. Như thế anh chưa tứ sao anh thấy nó cũng hơi khô, bộ rễ khô. Mình chỉ là mấy chậu giả hạt. Quen bóng một thờ. À Phú Thọ chắc ôm ha. Anh mua hồi đó ha, anh mua bây giờ. Hồi đó hơi rét á. Hồi đó là hơi rét, banh khác á, nhưng mà giỡn đâu chứ bây giờ em thấy trên mạng 500.000 chậu và bá luôn. Cái gì cũng vậy anh chị, cái gì cũng phải có cái giá trị riêng của nó thôi. Đó. Ví dụ như cái này đi. Không bao giờ mất giá, em nói thiệt luôn, Ngọc Điểm Bình Thuận hậu giờ rồi. Giá nó hậu giờ chứ không phải bây giờ đâu. Từ thời lâu rồi, có tiếng lâu rồi. Còn cái kia là về cái thằng mấy phi điệp là do thị trường như thế nào thôi. Anh em chơi lan anh em cũng tự hiểu rồi. Đó. À còn vườn cái khác nữa hả? Ghê vậy? Trước đó. À nó hai vườn nha anh em. Đây, anh em coi nè. Đã không? Nhìn chắc lá em mê luôn á. Cái này thân dừa luôn. Ô, hai con luôn. Đã chưa? Con dừa đi lên thế thác đổ lên nè. Đã, cây này có nụ chưa? Ờ à, có một nụ à. Một bên này nhú mới, cây này mới nhú à. Hai nụ, được hai nụ, này chưa có. Cây đẹp phải chứ? Ờ cây này bị nấm à mọi người. Cây này bị ấy à, bị nấm bị bệnh à. Cây này đẹp nè. Nhìn chắc lá đã luôn. Nãy chơi ghép lũ và dùng một chậu xi măng để làm đế chân cao lên. Đó. Còn bên đây là không phải Bình Thuận nha. Mà nãy chú có nói rồi là không phải. Mọi người nhìn nè ha. Nhìn vô cây nè. Đó. Nếu mà chú không nói á, không nói không phải Bình Thuận á, thì em cũng không có dám nói đâu. Tại vì trình độ nào mà anh em mà dám nhìn vô khẳng định cây đó là phải hay là không phải, đúng không? Nếu mà biết á, mình chỉ biết trong lòng của mình thôi, chứ mình không nên nói ra. Đó, không nên nói ra nha. Đó. Chỉ có chủ sở hữu của người ta mới biết rõ. Đó, mới biết rõ nguồn gốc. Còn khi mà một cây lan mà mình nhìn á, mình biết chuẩn hay không chuẩn, mình chỉ biết trong lòng mình thôi, chứ mình ai trình độ nào mà dám nói ra là chuẩn hay là không chuẩn. Đúng không mọi người? Hoặc là xấu hay đẹp mình có đâu dám nói đâu, đúng không? Đó, em chia sẻ như vậy, phải rõ ràng anh em à. Đó, đây là cây này đẹp anh em. Có chậu này rất đẹp nha. Chậu này rất của anh. Nếu mà cái chậu này giá trị anh ra thì bao nhiêu? 5 triệu.
Anh nhất chậu em. Anh ấy nói đùa anh em. Chậu này quá đẹp nha. Chậu hai cây, thân dừa lâu năm nha. Chậu này em rất kết nè, rất thích chậu này. Từ xa mà nó mới phun điện thoại luôn à. Tới gần là nó không lấy được hết đâu. Đây mặt mặt sau nha. Đó. Nhìn chắc 5 ngòng á, năm ngòng ha. Dạ. Còn cái này mấy năm trước nè. 1 nè, 2 3 nè. Bên kia 2 ngòng nữa nè. À dạ bên kia 2. Ủa, thằng lá đã. Này bị thiếu nắng sao vợ công công đi chuẩn bị lên lại. Bây giờ. Hả? Bị nắng tới cái thẳng bây giờ. Dạ. Không thiệt á, tuần sau là thẳng à. Dạ đúng rồi, có nắng lại đi thẳng lên đây nè. Đứng xa. Đứng xa mới thấy được cảnh anh em. Nó đẹp. Thích chậu này quá. Quá đẹp luôn. Nãy vô là thấy nhìn vô thấy chậu này là mê rồi, là kết kết chậu này rồi. Đây hai nụ. Nhưng mà có lá quá đã luôn nè. Trên này cũng có nữa nè. Mà cao quá. Chậu gỗ không. Còn đây là hòn nhạn tháng tư đúng không anh? À, hòn nhạn tháng tư. Ờ, cây này cũng gần mét luôn anh em. Quá đã luôn. Đó thì vườn con sóc, con sóc đây, mày thấy một bộ sóc đây. Sóc mà nó cũng anh ấy bỏ bê, không có chăm nhiều cho nên nó hơi ấy. Cái này cây này xa hồng nhãn mà hồng nhãn à, cái này hồng nhãn đường Bình Thuận nè. Chúng ta nãy là hồng nhãn tháng tư này anh đi bứt ha, anh mua được mấy cái con luôn đó. À đi bứt à, mấy con, hai con hả? Đây nè, dưới gốc hai con, bốn con cây ở dưới gốc nhỏ này. Đây là hồng nhãn nha anh em, hồng nhãn rừng Bình Thuận. À chỗ này là cái bộ lọc ha, lọc hồ cá. Thường hồ cá bên đây nha anh em thì thường chỉ có một hệ lọc bên đây hoặc là nằm sau lưng tùy nha, tùy vị trí chúng ta đặt nha. Và tùy địa hình nơi vị trí nơi đất của mình nữa. Có khi ta nằm sau lưng, có khi nằm bên hông, bên phải, có khi nằm bên bên trái. Đó về hồ cá là vậy. Rất đẹp. Có hải yến nữa kìa. Hải yến chào héo chưa anh? Con Tứ à. Ừ, vậy nó chứ. Nó vậy đó. Dạ. Thì đậu đây 4 ngòng á. À tháng 4 à 4 ngòng khô còn hả? Hải yến thơm đẹp lắm. Hải yến này đối với em thì xếp sang một điểm, em thích một điểm nhất, rồi tới hải yến, rồi tới sóc. Là ba cái đó là cái gu của em. Cái sóc lò ở đây không, anh không thích không ra luôn. Sóc khó bông lắm anh nè. À, cái bộ sóc này em quay nè. Sóc cực kỳ khó bông luôn anh em à. Nghe em sóc bự mà lá lực lực không à, đâu có bông đâu. Nghe em sóc bự á mà lực lực không à, không có bông. Không có bông. Có nhiều anh em chỉ nói tới mùa ăn Tết xong phơi nắng đựng tưới nước cái mình tưới lại nó mới lạ ra ho nè. Tưới nước lại vô sung lại ra ho. Rồi thì em cũng quay review ngắn cái vườn len của ông anh cho mọi người xem nha. Đó. Cây này cũng đẹp nè. Dạ. Đó, cái này chậu này quá đẹp anh em. Rồi cảm ơn em đã xem video nha. Em thì Hương Lan Rừng rất kết chậu này. Nhưng mà không biết anh có bán không. Dạ, Hương Lan Rừng. Mình rất kết chậu này nha. Rất giá trị nha mọi người. Để đàm phán thử như thế nào đó. Rồi, cảm ơn em đã xem video nha. Em chỉ dành nhiều thời gian review những vườn lan của những anh em khác cho anh em mình xem nha. Xin chào anh em.